mắt em thơ cười mơ được cất tiếng nói yêu thương. Mời quý vị đón xem lúc 7 giờ tối trên HTV7 thứ 6 hàng tuần, câu chuyện ước mơ. Bạn yêu thích nấu ăn, bạn mới bắt đầu làm bếp, bạn muốn trở thành người phụ nữ đảm đang, hãy đón xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình sẽ mang đến cho các bạn những món ăn ngon, đa dạng theo các mùa, các miền, cả món chay, món mặn, đơn giản, dễ nấu, không tốn nhiều thời gian. Hãy đón xem Món Ngon Mỗi Ngày 11:50 trên kênh HTV7 từ ngày 6 tháng 6 năm 2008. Mời các bạn đón xem chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Dù bạn là ai, bạn đang ở đâu, bạn đang làm gì, hãy đến với chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật, hấp dẫn qua từng vòng chơi, vui nhộn với MC nổi tiếng, hồi hộp cùng những giải thưởng lớn và bất ngờ với các ngôi sao. Hãy tham gia để có một sinh nhật thật ý nghĩa và đáng nhớ. Chương trình phát sóng vào 8 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Vinaphone hân hạnh tài trợ chương trình này. Thưa quý vị, chương trình truyền hình ngày thứ tư 2 tháng 7 trên kênh 7, mời quý vị theo dõi những tiết mục sau. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Singapore Tình Bạn tập 19 và 20. 6 giờ Thế Giới Ngày Qua. 6 giờ 30 phút Chào Ngày Mới. 7 giờ Văn Nghệ Thiếu Nhi Vườn Âm Nhạc. 7 giờ 25 phút Tạp Chí Quần Vợt. 7 giờ 50 phút Du Lịch Vòng Quanh Thế Giới Normandy. 8 giờ 15 phút Tạp Chí Văn Hóa Nghệ Thuật Thế Giới. 8 giờ 40 phút Tạp Chí Giáo Dục. 9 giờ Gia Đình và Xã Hội Trường Chuyên Biệt Niềm Tin. 9 giờ 20 phút Phim Truyện Việt Nam Gió Đại Ngàn tập 3 và 4. 11 giờ 20 phút Ca Nhạc Giai Điệu Quê Hương. 11 giờ 50 phút Món Ngon Mỗi Ngày Cua Sốt Me. 12 giờ chiếu phim phim truyện Đài Loan Tiền tập 35 và 36. 13 giờ 45 phút Sự Kiện Thể Thao. 14 giờ Câu Lạc Bộ Thể Thao. 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Nữ Cảnh Sát phần 2 tập 4. 15 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Cây Bưởi Ra Hoa tập 3. 16 giờ 15 phút Người Thành Phố Quan Tâm Để Có Nguồn Rau Sạch. 16 giờ 35 phút Ẩm Thực Nước Ngoài. 17 giờ chiếu phim phim truyện Đài Loan Trung Quốc Theo Đuổi Giấc Mơ tập 2. 18 giờ Bản Tin Kinh Tế. 18 giờ 15 phút Nhu Cầu Hạnh Phúc. 19 giờ Nụ Cười Tuổi Thơ. 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Những Cô Gái Siêu Nhân. 19 giờ 50 phút Thế Giới 24 giờ. 20 giờ Hội Ngộ Bất Ngờ. 21 giờ Chinh Phục Đỉnh Everest. 21 giờ 10 phút Ký Sự Hành Trình Theo Chân Bác. 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Một Ngày Không Có Em tập 58. 22 giờ 15 phút tin trong nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Một Thoáng Mộng Mơ tập 5. 23 giờ 55 phút